nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2021. Ngày 18 tháng 11, Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, đã tới thăm chúc mừng tập thể cán bộ giáo viên trường Mầm non Bông Sen và trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Túc Đán, huyện Trạm Tấu. Từ đầu năm học đến nay, thầy và trò trường Mầm non Bông Sen và trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Túc Đán, huyện Trạm Tấu đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các phong trào thi đua do ngành giáo dục phát động. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, hai nhà trường đã tổ chức khen thưởng cho 50 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, 12 giáo viên tiểu học được công nhận giáo viên viết chữ đẹp cấp trường và khen thưởng cho các giáo viên đạt kết quả cao trong thi làm đồ dùng dạy học, thi làm đồ dùng đồ chơi. Đến chúc mừng và tặng quà tập thể cán bộ giáo viên trường Mầm non Bông Sen và trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Túc Đán, Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái phấn khởi khi thấy cơ sở vật chất của các trường ngày càng khang trang cũng như những kết quả quan trọng mà hai trường đã đạt được trong công tác dạy và học. Nghị lực, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên vùng cao đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục học sinh. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã tặng hoa và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tập thể cán bộ giáo viên hai nhà trường, đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng trong thời gian tới đội ngũ giáo viên nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chồng người.